Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh SangJoGP. Hôm nay mình sẽ làm video đó là hướng dẫn cho các bạn cái cách chuyển tiền từ Zucho sang Zucho, cách nạp tiền vào thẻ Zucho luôn nhé. Mình đã làm rất nhiều về cái video mà chuyển tiền rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm lại một cái video khác mới cho các bạn xem cái cách nạp tiền và chuyển tiền vào thẻ Zucho nhé. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngân hàng Zucho ở gần chỗ nhà mình nhé. Nay mình có một chút công việc, mình gửi trả tiền cho một người bạn của mình mà trước kia mình đã mượn. Thì hôm nay mình nhận lương rồi thì mình sẽ đi chuyển trả cho người ta. Thì qua đây mình làm cái video luôn, đó là hướng dẫn cho các bạn cách nạp tiền vào thẻ Zucho và chuyển tiền từ thẻ Zucho sang thẻ Zucho luôn nhá. Thì do mình cũng cài đặt là băng kinh trên điện thoại được rồi, nhưng mà mình muốn thao tác trên máy ở ngoài cây cho các bạn xem. Các bạn mới qua, các bạn cần mua sắm gì hay chuyển tiền cho bạn bè thì các bạn có thể xem video của mình và làm theo hướng dẫn của mình thì các bạn có thể là chuyển tiền được. Rất mong các bạn ủng hộ kênh của mình nhé. Hy vọng rằng cái video của mình sẽ giúp ích cho các bạn mới qua. Ok, thì mình đã vào tới cây rồi nhá. Cái cây này cũng gần nhà mình thôi. Thì để mà chuyển tiền thì các bạn cần phải có tiền trong tài khoản. Nếu mà không có tiền trong tài khoản thì các bạn phải là nạp tiền vào tài khoản. Thì mình chưa có tiền trong tài khoản thì bây giờ mình sẽ nạp tiền vào tài khoản. Để mà bỏ tiền vào tài khoản thì các bạn bấm vào cái nút Oazuhire này. Này, bỏ tiền vào này. Xong các bạn bỏ cái thẻ Zucho của mình vào. Xong mình sẽ bấm vào nút cặp cái nền nhé các bạn nhé. Thì nó mở cái chỗ mà mình bỏ tiền ra thì mình sẽ bỏ tiền vào nhé. Thì hôm nay mình chuyển một lúc là 30 man luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ tiền vào này vào nhé. Bấm 1 sen đấy các bạn. Nhưng mà phía bên này là 1 man. Thì mình bỏ vào nhé. Máy nó sẽ đến. Ok, máy đến giờ là 31 man rồi các bạn nhé. Thì dư 1 man thì tí nữa mình sẽ rút ra hoặc là mình để luôn trong tài khoản cũng được. Ok, mình bấm vào cái nút cả cái nền nhé. Khi mà mình đếm đủ hay không nhé. Nãy mình đếm 30 mà bây giờ nó dư ra 1 màn và 31 cái màn cơ. Thì ok, mình bấm nút cặc nhìn nhá. Thì như thế là đã nạp tiền xong vào tài khoản này nhá. Thì mình sẽ bấm là in hóa đơn hay không in hóa đơn thì mình không cần in hóa đơn. Thì mình biết là số tài khoản của mình bao nhiêu rồi thì mình sẽ bấm mà không cần. Ok, thì mình sẽ lấy thẻ ra. Thì bây giờ mình sẽ thao tác cái cách chuyển tiền từ Zucho sang Zucho cho các bạn xem nhé. Thì để chuyển tiền từ Zucho sang Zucho thì các bạn bấm vào nút số kin này, có nghĩa là chuyển tiền này. Xong chúng ta sẽ hiển thị ra như thế này. Nếu mà cùng Zucho thì các bạn bấm vào nút Zucho này. Xong các bạn bấm vào nút chữ ghế này, chữ ghế góc này nha bạn. Xong các bạn bấm vào nút cực lên này. Thì mình không mang số thì mình chuyển bằng thẻ, thì mình sẽ bỏ thẻ của mình vào đây. Thẻ của mình đã chuyển này. Bỏ thẻ vào. Thì bỏ thẻ vào thì mình sẽ nhập cái mã pin, mã thẻ của mình vào nhé. Ok, thì nó sẽ ra như thế này. Thì các bạn nếu mà nhớ tên chi nhánh thì các bạn bấm vào đây. Còn nếu mà các bạn nhớ số chuyển theo số thì các bạn bấm vào đây. Thì phần số thì có 5 số. Đầu tiên là có 5 số này. Thì mình sẽ bấm vào cái 5 số đầu tiên trong cái thẻ Zucho của mình nhá. Các
thì do mà YouTube với lại cái phần này á, mình cũng phải chia lại nhá, chứ không thì các bạn nào làm theo hướng dẫn của mình là các bạn chuyển vào cái số tài khoản này là rất là phiền cho cái bạn này. Ok, xong rồi mình sẽ bấm vào nút cagnin này, xong mình sẽ nhập tiếp theo 7-8 cái chữ số của cái thẻ của người mà mình muốn chuyển nhá. 番号を入れ、最後に確認をしてください。 Thì mình đã nhập xong cái số tài khoản của bạn mà mình muốn chuyển rồi nhá. Thì mình sẽ bấm vào nút cagnin nhá. Xong rồi mình sẽ muốn chuyển bao nhiêu tiền thì mình sẽ bấm vào cái số tiền nhá. Thì mình trả cho bạn cái 30.000 thì mình sẽ bấm 30.000 mà. Rồi cái thẻ của mình cài đặt là một ngày mình có thể chuyển được 100.000 các bạn ạ. Thì nó sẽ hiển thị là mình có thay đổi cái tên chuyển của mình hay không. Mình không thay đổi cái tên của mình thì mình sẽ đi con xe này này. Thì là phí chuyển tiền là hết 100.000 nhá. Xong rồi mình sẽ xác nhận đúng tên đúng tiền chưa này. Xong bấm nút theo cái tên. Ok, đây là mình đã chuyển tiền xong rồi nhá. Thì ok, mình đã chuyển tiền xong cho gửi trả cho cái bạn nào trước mình mượn này nhá. Thì video hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Hy vọng rằng cái video của mình sẽ giúp ích cho các bạn mới qua và chưa biết cách sử dụng cái thẻ Zitro.